người rất khó đứng vì sóng gió mà vội buông tay. Em nỡ lòng nào đành chia tay anh vậy sao? Bước đến với một ai đó chắc gì họ có thật lòng thương em như anh đã từng dành trọn cho em. Anh đã dằn lòng cô chấm để đến được với người mà anh thương. Cố gắng bao nhiêu thì em cũng cho đó là điều. Cũng chính vì sự ích kỷ của riêng em. Lòng thương em như anh đã từng dành trọn cho em. Anh đã dành lòng cô trong đêm.